Thì thế giới chỉ còn là khoảng cách từ mắt nhìn tới màn hình điện thoại. Và những hệ lụy cái bóng smartphone. Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này đây thì trên tay của tôi đang có thể xem được những cái chương trình được phát sóng online trên chính chiếc điện thoại smartphone của mình. Thưa quý vị, sự tiện lợi rồi tính kết nối rất lớn của thiết bị điện tử được coi là một trong những sáng tạo có thể làm thay đổi thế giới một cách mạnh mẽ là điều mà không thể chối cãi. Nhưng ở góc độ khác thì thiết bị này lại một lần nữa làm phân rã mãnh liệt đời sống tâm lý, sự kết nối giữa con người với con người. Câu chuyện về cái bóng quá lớn của điện thoại thông minh và những hệ lụy của nó sẽ là câu chuyện của Tiêu Điểm ngày hôm nay. Xin chào, tôi là Bi và đây là cô chủ xinh đẹp của tôi, Khúc Cẩm Linh. Cô chủ cái gì cũng tốt, chăm chút tôi, nâng niu tôi, còn tôi ngày nào cũng phải hoạt động hết công suất. Mình thì sử dụng điện thoại cũng khá là nhiều, chắc một ngày thì nó cũng rơi vào khoảng tầm 6 đến 7 tiếng. Do tính chất công việc nữa nên là mình cũng có dùng điện thoại vào công việc của mình nữa. Em có tưởng tượng. Sự thật, cô chủ là tín đồ của mạng xã hội và chỉ ra khỏi nhà khi có việc. Bạn nghĩ họ đang say sưa thảo luận, nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, họ đã dán mắt vào chúng tôi. Khổ, bạn bè gặp nhau mà chúng tôi chẳng nói với nhau được câu nào. Em, một ngày em sử dụng điện thoại bao nhiêu giờ? Chắc là tầm 4 đến 5 tiếng ạ. Sử dụng khá là nhiều, khoảng tầm từ 8 đến 10 tiếng một ngày. Thời gian khác làm gì? Thời gian khác thì em nghỉ ngơi, ngủ. Hôm nay, cô chủ rảnh rỗi lại khéo biết hành hạ tôi. Và chỉ đến khi cô ấy mệt lử, tôi mới được nghỉ ngơi. Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới thì trung bình người dùng chạm vào điện thoại thông minh khoảng 2.500 lần một ngày. Với những người nghiện smartphone, điện thoại thông minh thì con số này lên tới là 5.000 lần mỗi ngày. Và mỗi khi người dùng nhận được thông báo từ điện thoại thì trong não sẽ tiết ra và nói với chúng ta một thứ gì đó, rằng có một thứ gì đó rất hấp dẫn đang thôi thúc và buộc chúng ta sẽ phải kiểm tra điện thoại ngay lập tức. Và những người nghiện sử dụng điện thoại thông minh thì thường có biểu hiện của hội chứng nomophobia. Vâng, hội chứng nomophobia, nỗi sợ hãi khi không có điện thoại ở bên, được các nhà khoa học chỉ ra với một số những dấu hiệu sau đây. Ví dụ như là khi quý vị sợ hãi khi mà điện thoại sắp hết pin, hoặc là quý vị quên đem sạc chẳng hạn, hoặc đơn giản là lạnh sống lưng vì nhớ ra là đã để quên điện thoại ở nhà, quay về nhà lấy điện thoại dù mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa. Hay thậm chí là giật mình kiểm tra điện thoại khi thấy bất cứ những thông báo nào, giật mình khi thấy không có điện thoại, đi ngủ với điện thoại, rồi thậm chí là dùng điện thoại xen vào mọi hoạt động trong ngày, tìm nhà hàng có ổ cắm wifi, và đáng nói hơn là điện thoại không chỉ xâm lấn phủ bóng lên cuộc sống của người lớn đâu, mà còn là chủ sở hữu thời gian của rất nhiều em nhỏ. Khảo sát tại một lớp học mầm non, 8 trên 12 em lựa chọn điện thoại thông minh làm đồ chơi cho mình. Trong niềm say mê, không khó để bắt gặp sự căng thẳng, cáu gắt của các em nhỏ. Và theo các bác sĩ, đây chính là một trong những biểu hiện tâm lý thường gặp của trẻ khi sử dụng smartphone. Trẻ con tập trung vào đó rồi nó sẽ nghiện và nó ảnh hưởng rất nhiều đến sự chậm phát triển tâm thần nói chung và các rối loạn lo âu. Sử dụng điện thoại như một giải pháp hữu dụng giúp con ăn, con chơi hay để trẻ ngồi im cho cha mẹ làm việc, nhiều bậc phụ huynh đã giật mình khi trẻ gặp hội chứng TIC, rối loạn vận động với các biểu hiện giật cơ mặt, nháy mắt, nhíu mũi, nôn ói. Nếu mà trẻ con mà tiếp xúc nhiều với điện thoại smartphone đó, thì đây là cũng là một trong những cái yếu tố mà góp phần tăng thêm cái rối loạn stress ở trẻ em.
Theo báo cáo tổng quan thị trường di động Việt Nam đầu năm 2017, thì nước ta có khoảng gần 50 triệu người sử dụng Internet. Tỷ lệ người sử dụng điện thoại để truy cập mạng, nhất là từ 18 đến 34 tuổi, cao hơn hẳn so với những người sử dụng máy tính và thiết bị khác. Cũng bởi là nhiều người cho rằng sử dụng điện thoại thông minh giúp họ có được một vỏ bọc hoàn hảo, an toàn khi mà tiếp xúc với xã hội. Thế nhưng thực tế là việc sử dụng quá mức điện thoại thông minh lại có khả năng gây ra những ảo giác tâm lý, làm mòn khả năng định vị phương hướng xã hội, dẫn đến những hệ lụy về mặt sức khỏe và tâm thần. Khoa cấp tính nữ, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 mong muốn được nghe chia sẻ của phụ huynh nữ sinh 17 tuổi nhập viện điều trị trầm cảm nghi do nghiện điện thoại của chúng tôi không thành. Phụ huynh em quyết liệt từ chối, cũng bởi sợ em sẽ phải đối mặt với áp lực sau này. Theo bệnh án, nữ sinh nhập viện với dấu hiệu căng thẳng, lầm lì, chơi điện thoại suốt ngày. Khai thác của bác sĩ, trước đó một tháng em sử dụng điện thoại ngay lẫn đêm, thậm chí vùi chăn, tắt đèn dùng trong phòng và trở nên cáu bẳn, đập phá, nhốt mình khi bố mẹ không cho sử dụng, buộc phải cưỡng chế đưa đến viện. Chi phối rất mạnh đến cảm xúc của người chơi, chỉ sau 1-2 tháng là có thể chuyển thành bệnh trầm cảm rồi. Tuy nhiên, theo chuyên gia tâm lý, việc nghiện điện thoại cũng có thể là một biểu hiện của rối loạn cảm xúc, hành vi hay sang chấn tâm lý trước đó. Như trường hợp nữ sinh 17 tuổi, theo khai thác tiền sử, đã không đạt kết quả học tập như kỳ vọng và có mâu thuẫn với bạn rất thân. Hay như trường hợp một bệnh nhân khác lại mắc trầm cảm sau sinh trước khi sử dụng điện thoại quá nhiều. Việc xác định người có vấn đề tâm lý dẫn đến nghiện điện thoại hay người sử dụng điện thoại thành thói quen rồi nghiện là rất cần thiết để đưa ra phác đồ điều trị thích hợp. Những người nào mà có vấn đề tâm lý dẫn đến nghiện điện thoại thì cái việc mà chúng ta can thiệp chữa trị phải là can thiệp chữa trị các cái vấn đề tâm lý cảm xúc. Can thiệp được những cái vấn đề đó thì sẽ dẫn đến là họ sẽ điều chỉnh được cái hành vi sử dụng điện thoại. Nếu mà những người nào là đầu tiên là không có vấn đề gì cả, nhưng mà tôi sử dụng điện thoại và bây giờ tôi sử dụng rất là quen rồi, chúng ta lại phải dạy họ một số những cái kỹ năng để quản lý công việc mà không cần thiết là phải quá dính hoặc là quá gần với cả điện thoại. Hiện cấp độ trầm cảm của người bệnh ở mức trung bình đã có chuyển biến tích cực khi kết hợp thuốc và điều trị tâm lý. Song theo bác sĩ, khi trầm cảm đã thành bệnh lý, cần điều trị tối thiểu 2 năm mới có thể khỏi dứt điểm. Điện thoại thông minh, bước tiến hay sự thụt lùi? Câu hỏi này được đặt ra khi mà cái bóng của điện thoại thông minh ngày càng bao trùm cuộc sống hiện đại. Ở một số nước thì những trung tâm cai nghiện điện thoại đã được thành lập và có cả những phát minh nhằm hạn chế tình trạng nghiện điện thoại nữa. Thế nhưng quyết định vị trí anh hùng hay là tội đồ, thành tựu hay sự thụt lùi, hỗ trợ hay phá hủy, chủ thể hay là cái bóng lại chính ở cách mà chúng ta sử dụng những thiết bị này. Thế mấy giờ thì mobile? Cứ mỗi một phút chúng ta nghe điện thoại mà không giúp chúng ta tiến tới mục tiêu, có nghĩa là chúng ta gần hơn với cái chết của mình một phút. Cái điều đầu tiên mà tôi làm đó là tập trung vào cái nội dung của điện thoại và đi thẳng đến mục tiêu, thật ngắn gọn cho mỗi một cuộc điện thoại. Tôi không bao giờ có những cuộc điện thoại nào kéo dài quá 2 phút cả. Thông thường nó được tính bằng đơn vị giây. Nếu mà chúng ta số điện thoại của chúng ta là được public ở đâu đó thì rất khả năng là có rất nhiều người spam gọi vào điện thoại chúng ta. Cho nên là tôi đã sử dụng một phương pháp, đó là có những cái người trợ lý để nghe điện thoại. Trước khi mà ai đó nói chuyện với tôi thì luôn luôn có người giúp tôi phân loại các cuộc điện thoại. Nguyên lý Pareto ở đây là 20% cuộc điện thoại thực sự có hiệu quả thôi. Cho nên có 10 cuộc điện thoại đến thì 8 cuộc điện thoại đã bị chặn ở vòng ngoài và 2 cuộc điện thoại thực sự hiệu quả sẽ được chuyển đến tôi để nghe. Cách tiếp theo nữa mà tôi sử dụng đó là sử dụng phương pháp quản lý thời gian theo phương pháp cà chua. 25 phút chúng ta làm việc tập trung, không có bất kỳ một cái sự sao nhãng nào, không smartphone, không điện thoại di động. Sau đó 5 phút chúng ta có thể nghỉ giải lao, hết 5 phút chúng ta dừng lại, 25 phút lại tiếp tục. Cứ 25 phút nghỉ 5 phút, 25 phút nghỉ 5 phút, 4 lần 25 phút thì nghỉ 15 phút, 8 lần 25 phút thì nghỉ 1 giờ. Và cứ như vậy chúng ta lặp lại thì cứ 8 như vậy chúng ta đã tiết kiệm được rất là nhiều thời gian lãng phí. Chúng ta không biết công việc phải làm là bởi vì chúng ta không biết cái mục tiêu của năm đó là gì. Chúng ta không biết cái mục tiêu của năm là đơn giản là vì chúng ta không biết mục tiêu cuộc đời của chúng ta là gì. Vậy cho nên cái việc mà chúng ta tìm ra mục tiêu cuộc đời, khi bạn đã tìm ra được cho mục tiêu cuộc đời của mình thì bất kỳ một công việc nào bạn đang làm thì nó đều phải giúp chúng ta tiến tới cái mục tiêu đó. Thì như vậy chúng ta mới làm. Còn nếu không, chúng ta dừng lại và không làm nó nữa. Dần dần chúng ta sẽ nhận thấy việc sa đà vào những thiết bị như thế này khiến chúng ta không đạt hiệu quả. Nhưng đây cũng chính là những thiết bị giúp chúng ta đạt hiệu quả một cách nhanh hơn. Bản thân nó không có tội gì cả. Hãy sử dụng nó một cách thông minh, bởi vì bản thân nó đã sẵn thông minh sẵn rồi. Hoặc là bạn sẽ dùng nó một cách thông minh, hoặc là bạn sẽ dùng nó một cách ngu ngốc, tùy thuộc vào cách bạn lựa chọn.
Vâng, mọi thứ đều có phương hướng giải quyết, miễn là chúng ta tỉnh táo và luôn để chính mình trong thế chủ động, phải không ạ? Cuối cùng thì tôi vẫn muốn nói chiếc điện thoại thông minh là thành tựu của thế giới công nghệ hiện đại. Chỉ là với người lớn thì chúng ta tự mình kiểm soát để nó là công cụ phục vụ cho cuộc sống. Và hơn hết là đừng dùng điện thoại làm bạn với con của mình hay là thay thế mình trong nắm chúng. Anh Phúc có đồng ý với tôi không ạ? Chắc chắn là tôi hoàn toàn đồng ý. Chúng ta hãy là những người bạn với trẻ nhỏ, chứ đừng để những điện thoại thông minh hay là công nghệ làm bạn với chúng. Và điều quan trọng hơn hết là đối với trẻ em thì khi mà tiếp xúc với công nghệ cần phải định hướng cho các em nhiều hơn là để các em tự chơi với chiếc điện thoại thông minh. Và đây cũng chính là một cách làm hay mà Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể áp dụng trong thời gian tới.